được coi là cái đôi khởi tạo những xu hướng thời trang cho giới trẻ châu Á. Các fashionista tại xứ Kim Chi luôn biết cách vận dụng xu hướng từ sang nhĩ vào đời thường một cách gần gũi và sáng tạo, phù hợp với vóc dáng và văn hóa người Á Đông. Tại tuần lễ thời trang Seoul, bạn sẽ choáng ngợp khi chiêm ngưỡng những cô nàng cá tính, sành điệu và trang đầy năng lượng. Họ có thể là những blogger nổi tiếng, stylist, người mẫu hay fashionista, cùng tìm kiếm sự nổi bật thông qua những bộ trang phục được kết hợp hết sức sáng tạo và mới lạ, đôi khi phá vỡ những quy tắc thời trang thông thường. Mỗi set đồ đều ẩn chứa sức hút rất riêng, vừa phóng khoáng, vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần thu hút. Nếu Seoul Fashion Week nổi bật lên sự cá tính, thì Tokyo Fashion Week mở ra một thế giới thời trang đầy sáng tạo và phá cách. Trên đường phố Tokyo những ngày này không thiếu những cô gái với trang phục và mái tóc vô cùng ấn tượng. Những bộ quần áo hiếm ai dám mặc, những màu tóc hiếm ai dám nhuộm, nhưng nó thể hiện rõ cá tính của người mặc hơn bao giờ hết. Phong cách thời trang tại Tokyo chính là thách thức của sự sáng tạo và nằm ngoài tất cả mọi xu hướng, bởi các tín đồ thời trang cho rằng cá tính mà họ mang vào trang phục đã là một xu hướng trường tồn nhất. Tạm biệt hai thủ phủ thời trang đầy sự cá tính và nổi loạn, New York Fashion Week lại khoác lên mình sự hiện đại và khả năng đi đầu xu hướng khi lần lượt các tín đồ thời trang đều chọn cho mình những bộ cánh mang đậm tính thời trượng dù bất kỳ ở mùa nào. Vẫn có sự phá cách, nhưng người yêu thời trang ở New York mang đến một tinh thần tươi mới và sự thanh lịch là chìa khóa chủ đạo. We'll be right back.